nhắc đến Manchester United, đội bóng xuất sắc nhất nước Anh với 20 lần vô địch quốc gia cùng với đó là đội bóng Anh duy nhất đạt được cú ăn ba vào năm 99, thì không thể không nhắc tới huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson với gần 3 thập kỷ vô cùng thành công với đội chủ sân Old Trafford. Sir Alex đã biến vô số cầu thủ tưởng chừng như vô danh trở thành những huyền thoại và cực kỳ thành công, hay trị được những cầu thủ có cái tôi cực kỳ cao như Eric Cantona, đồng thời cũng không ngần ngại trao cơ hội cho lớp trẻ được trau dồi kỹ năng chơi bóng và kinh nghiệm trên sân cỏ, từ đó tạo nên một thế hệ thừa kế đủ tốt cho một tương lai lâu dài. Dù đào tạo vô số những ngôi sao hàng đầu làng túc cầu, nhưng chỉ có duy nhất hai cầu thủ cùng chiến lược gia người Scotland dành chọn cả sự nghiệp của mình để cùng với ông trải qua hết vinh quang này đến nỗi đau khác, đó chính là Ryan Giggs và Paul Scholes. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chặng tiền vệ người Wales và chặng hành trình từ một cầu thủ bình thường của thế hệ 92, để rồi sau này trở thành một tượng đài bất tử tại nhà hát của những giấc mơ với vô số những kỷ lục được tạo ra trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số. Ryan Joseph Giggs sinh ra vào ngày 29 tháng 11 năm 1973 tại Wales. Cha của Ryan, ông Danny Wilson là một cầu thủ bóng bầu dục nghiệp dư, và có lẽ sở thích với những môn thể thao của Ryan Giggs cũng bắt nguồn từ cha. Nhưng thay vì chọn bóng bầu dục, Giggs lại chọn bóng đá. Dù dành phần lớn thời gian sống với ông bà ngoại, Ryan Giggs vẫn thường xuyên tham gia những trận đấu bóng đá đường phố và sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm. Tuy nhiên, chuyện gia đình của anh lại không mấy êm đẹp khi cha mẹ của Giggs ly thân khi anh vừa tròn 14 tuổi. Tuổi 14 cũng là tuổi đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cầu thủ người Wales, khi huấn luyện viên của Man United lúc đó là Alex Ferguson đã trực tiếp đến nhà của hai mẹ con và đưa ra một bản hợp đồng 2 năm giữa Ryan Giggs và Man United. Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết, đội chủ sân Old Trafford đã có một cuộc hất tay trên người hàng xóm có thể nói là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù. Ngày 1 tháng 12 năm 1990, cầu thủ Wilson khi đó đã được đổi tên thành Giggs khi mẹ của anh tái hôn vào năm 1989 đã chính thức trấn thân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Anh có trận ra mắt khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-2 trước Everton diễn ra vào ngày 2 tháng 3 năm 1991. Và mãi đến ngày 4 tháng 5 năm 1991, Giggs mới có trận đấu xuất phát đầu tiên đối đầu với người hàng xóm. Trong trận đấu đó, tiền vệ sinh năm 73 đã mở tài khoản tại giải đấu cao nhất xứ sương mù với bàn thắng duy nhất của trận đấu. Dù không được đánh giá quá cao trong nhà thế hệ 92 khi nhưng Nicky Butt hay David Beckham đều tỏ ra vô cùng xuất sắc và nổi bật với kỹ năng chơi bóng tốt ở vị trí mà họ đảm nhiệm. Nhưng sự cố gắng không biết mệt mỏi của Giggs đã giúp anh có được những thành công nhất định, không kém gì những người đồng đội. Danh hiệu đầu tiên với chàng cầu thủ người Wales là chức vô địch League Cup vào tháng 4 năm 92. Cũng trong năm đó, Giggs trở thành cầu thủ trẻ nhất năm do PFA bình chọn. Giải thưởng đã được người đồng đội Lee Sapdem về một năm trước đó. Mùa giải 92-93 đã như một bước ngoặt lịch sử khi giải đấu cao nhất nước Anh chính thức đổi tên thành Premier League. Năm đó, các Man United cũng được chứng kiến một Ryan Giggs cực kỳ ổn định và hiệu quả với hành lang trái. Chính bàn thắng của anh gián tiếp đưa Quỷ Đỏ lần đầu nếm trải cảm giác làm vua nước Anh sau 26 năm. Mùa giải tiếp theo, người ta chứng kiến một Ryan Giggs trưởng thành vượt bậc, song hành với kinh Eric Cantona đang có điểm rơi phong độ cực cao. Cùng với đó là sự xuất sắc của những người đồng đội bên cạnh. Đoàn quân của Sir Alex Băng Băng về đích với thành tích 92 điểm, bỏ xa đội Á quân là Blackburn Rovers khi đó chỉ có 84 điểm. Năm đó, Manchester United cũng ẵm luôn chiếc cúp vô địch FA với chiến thắng 4-0 trước Chelsea. Với thành tích ấn tượng như vậy, Giggs trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất do PFA bình chọn trong 2 năm liên tiếp. Thành công là thế nhưng Ryan Giggs cũng không thiếu những khoảng thời gian khó khăn. Khi ở mùa giải tiếp theo, tiền vệ người Wales không may gặp chấn thương khá nặng và chỉ ra sân 29 trận ở Premier League. Đương nhiên kéo theo đó là những đóng góp vô cùng khiêm tốn với chỉ một bàn thắng. Năm đó đánh dấu một năm trắng tay với Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Ryan Giggs đã quay trở lại mạnh mẽ vào mùa bóng tiếp theo và cùng với Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, David Beckham và Paul Scholes, thay vào đó là những người đàn anh như Rodin hay Eric Cantona đoạt lại ngai vàng xứ sở sương mù, ẵm luôn danh hiệu FA Cup và Siêu Cúp Anh của mùa bóng 95-96. Có hai cầu thủ khiến tôi bật khóc khi xem họ thi đấu. Một là Roberto Baggio, hai là Ryan Giggs. Đó chính là lời chia sẻ của cựu danh thủ câu lạc bộ Juventus Alessandro Del Piero khi nhìn thấy tài năng của cầu thủ người Wales tại sân chơi châu lục. Tiếc rằng Man United đã phải chịu khuất phục trước Dortmund tại bán kết Champions League 96-97, thành tích tốt nhất của đại diện nước Anh trong hơn 28 năm. Và đương nhiên rồi, đỉnh cao nhất của chàng tiền vệ người Wales trong màu áo câu lạc bộ chính là cú ăn ba thần thánh ở mùa giải 98-99.
Dù không có những đóng góp trực tiếp vào những trận cầu mang tính quyết định, nhưng không thể phủ nhận những đóng góp vô cùng quan trọng của cầu thủ mang áo số 11. Trong đó, nổi bật là thành tích 5 bàn thắng trong 9 trận ra sân ở sân chơi danh giá nhất châu Âu sau khi Dennis Tywin rời Nhà Hát vào năm 2002. Ryan Giggs chính thức trở thành cầu thủ khoác áo lâu nhất của nửa đỏ thành Manchester, mặc dù lúc đó anh mới chỉ hơn 20 tuổi. Sau giai đoạn thành công ở năm 1999, đoàn quân của Sir Alex vẫn duy trì được phong độ bá chủ sân vương với 3 chiếc vô địch trong 4 năm 99 đến 2001 và 2002-2003. Mùa bóng 2001-2002 thật là một mùa bóng vừa vui vừa buồn với Ryan Giggs khi anh kỷ niệm một thập kỷ khoác lên mình màu áo đỏ, đồng thời cũng có cho mình bàn thắng thứ 100 trên mọi đấu trường. Tuy nhiên đó lại là một mùa giải trắng tay khi Man United liên tục sải chân ở những thời khắc quan trọng. Mùa giải 2002-2003 cũng là một mùa giải khó quên với anh, khi anh liên tục có những màn trình diễn dưới sức và nhận không ít lời miệt thị từ các cổ động viên bên phía đại kình địch Arsenal. Thậm chí đã có những tin đồn anh sẽ rời Old Trafford cho đến khi chủ tịch Peter Cahill xác nhận. Còn quá sớm để nói về vấn đề này, chúng tôi còn phải quay lại tập trung cho cuộc đua. Và ở đây, người hâm mộ lại được chứng kiến chàng tiền vệ sinh năm 73 gạt bỏ hết những lời miệt thị, chứng minh rằng Giggs vẫn là ngôi sao sáng tại Nhà Hát. Với một cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Juventus, đáng chú ý hơn là Giggs được tung vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Diego Forlan. Khoảng thời gian 2004-2005 là lúc mà Giggs tạo nên những kỷ lục, từ việc trở thành cầu thủ thứ 3 của Man United thi đấu hơn 600 trận bên cạnh huyền thoại Sir Bobby Charlton. Tiếp đến là được ghi danh ở ngôi đền huyền thoại bóng đá Anh với những gì mà anh đã làm được cho môn thể thao vua ở đảo quốc sương mù. Năm 2008, chứng kiến một năm thành công nữa của Manchester United với dấu ấn đậm nét của Ryan Giggs. Bên cạnh những ngôi sao đá chính như Rooney, Tevez hay Ronaldo, Quỷ đỏ xích nữa lập lại cú ăn 3 năm 99 khi họ thao tóm Premier League và Champions League nhưng lại thất bại ở FA Cup. Giai đoạn 2008 đến khi giải nghệ chứng kiến một Ryan Giggs thi đấu tuy không nhiều nhưng lại vô cùng hiệu quả và tròn vai. Anh luôn là quân bài chiến thuật đầy quan trọng của Sir Alex khi Man United gặp khó ở khâu sáng tạo hay điều tiết lối chơi. Chức vô địch quốc gia vào các năm 2009, 2011 và 2013 là những danh hiệu lớn mà Ryan Giggs có được trước khi tuyên bố giả từ sự nghiệp vào năm 2014. 963 trận đấu trên mọi đấu trường trong màu áo Manchester United, ghi bàn trong tất cả các mùa giải kể từ khi giải đấu đổi tên thành Premier League. Cầu thủ duy nhất vô địch 13 lần Premier League. Cầu thủ kiến thiết nhiều bàn thắng nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Gương mặt bóng đá xuất sắc nhất thế giới do BBC Sport bình chọn vào năm 2009. Được toàn thể các Man New Zealand bình chọn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ và còn vô số những thành tích, những kỷ lục khác mà nếu kể ra thì có lẽ video này sẽ không có điểm dừng mất. Cựu tiền vệ mang áo số 11 chính là người giới thiệu Daniel James đến với Old Trafford. Không thể phủ nhận Giggs cũng có những scandal đã tốn không biết bao giấy mực như mối tình loạn luân chưa từng có vào năm 2011. Nhưng chắc chắn Giggs luôn được mọi người dành sự tôn trọng cao nhất với tư cách là một cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Wales và cả câu lạc bộ Manchester United.